Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng Cover. Và có model là CM2002. Dòng âm ly Cover CM2002 thì Việt Vinh đã bán rất là nhiều rồi. Và trong clip này thì Việt Vinh sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc âm ly Cover CM2002 này. Sau đó thì chúng ta sẽ xem qua cái phần nội thất của chiếc âm ly này. Dòng âm ly Cover CM2002 là một cái dòng âm ly mà có công suất rất là khỏe. Công suất đánh loa của chiếc âm ly Cover CM2002 khi mà đánh loa ở chế độ 8 ohm thì là 105W một kênh, một mức công suất rất là khỏe so với một chiếc âm ly. Và chiếc âm ly Cover CM2002 này nó được sản xuất vào năm 1997 và nó thích hợp đánh vào những cặp loa JBL và đặc biệt là những cặp loa Bose. Mà khi mà những cặp loa Bose ghép vào âm ly Cover CM2002 này thì rất là hay anh em ạ, nó thể hiện rất là xuất sắc. Và bây giờ Việt Vinh sẽ bật lên cho anh em xem. Đấy, anh em nghe dây le đóng, khi mà dây le đóng thì tất cả mọi cái đều hoạt động hoàn hảo. Và hiện tại thì Việt Vinh đang cắm cổng tín hiệu là cổng tín hiệu CD anh em nhé. Đây là gồm có các cổng tín hiệu đầu vào, tab 1, tab 2, AUX, CD, tuner và phono. Đây là chế độ hologram đặc trưng của Cover. Khi mà anh em bật chế độ này thì âm hình sẽ rộng lên rất là nhiều. Nó dạng như kiểu surround anh em ạ. Hiện tại thì Việt Vinh đang cắm cổng tín hiệu CD. Đấy, anh em nhìn thấy rồi, cổng tín hiệu CD. Nhưng mà nếu mà anh em cắm cổng mà đồng trục, tức là cổng digital, nghe hay hơn rất là nhiều anh em nhé. Hay hơn là Việt Vinh đang cắm cổng CD. Đấy. Khi mà anh em bấm vào chuyển chế độ này, DAC on này, anh em cắm tín hiệu vào cổng đồng trục, xong rồi bật nút này, tiếng hay hơn rất là nhiều anh em nhé. Nó rõ ràng hơn. Còn đây là nút chỉnh bát chép, bát này, đấy, bát chép, giảm chép đi, tăng chép lên này. Ba lặng, trái phải, lau nớt. Đây là các cổng ghi, tab 1, tab 2, phono, CD, tuner, AUX. Còn đây là nghe thẳng, tức là nghe không qua chỉnh bát chép anh em nhé. Rồi, đây là phía trước mặt của nó. Phía trước mặt nó gồm có hai đồng hồ vô và kim đang vẩy. Đây là cổng speaker, tức là tắt đi. Rồi bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua mặt sau của chiếc âm ly này. Còn đây là phần mặt sau của chiếc âm ly. Như Việt Vinh nói lúc đầu, anh em cắm cổng CD digital này, tức là cổng đồng trục này, tiếng hay hơn là cắm cổng jack RCA anh em nhé. Đấy, cắm cổng này này sẽ hay hơn rất là nhiều. Ở đây nó có cổng phono, anh em nhìn thấy chưa? Tất cả các jack cổng đều bằng mạ một lớp màu vàng. Trở kháng đánh loa của nó là từ 6 đến 16 ohm. Chiếc âm ly này thì anh em có thể làm dề hoặc làm bao đều được. Nếu anh em nào muốn làm dề thì rút cái jack này ra, muốn làm bao thì cũng rút jack này ra và chúng ta cắm về phía dề hoặc là phía bao anh em nhé. Rất đơn giản thôi. Đây là dùng cho điện than MCMM, tức là phono đấy anh em. Để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh đã mở sẵn toàn bộ cái phần lắp máy của
chiếc âm đi cover CM2002 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Đây là ốc của nó. Để chúng ta mở được cái này thì chúng ta phải bỏ hai cái tai này ra. Và đây là cái phần nội thất của nó. Nội thất của chiếc Omni này thì còn nguyên zin. Đây là hệ thống sò nó nằm ở đây. Ở dưới này. Anh em nhìn phía dưới thì nó có một lớp bụi nó phủ lên những chiếc sò. Đây là bụi theo thời gian anh em nhé. Anh em vừa xem qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc âm ly cover CM2002 này. Và giá bán của chiếc âm ly cover CM2002 Việt Vinh bán với giá rất tốt, với giá 4.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em.